Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình đang cầm trên tay đây là mã Entry Pack Kit của Rakuten Mobile. Thì mình mua cái này từ Amazon và thanh toán ở Company các bạn. Thì sau 3 4 ngày thanh toán thì người ta gửi cái này về cho mình. Cái này thì mình mua 300 yên nhưng mà cái phí gửi nó tận 400 yên cơ. À, 350 yên nhưng mà phí gửi là 400 yên, thành ra là 750 yên. Thì tiền gửi nó đắt hơn tiền hàng. Tuy nhiên thì khi mà mình mua cái này mất 750 yên thì mình nhập đăng ký mua sim trên Rakuten thì các bạn sẽ được miễn phí cái mã đó, là cái phí đăng ký đầu tiên là 3 sen chưa tính thuế, thuế là 3 sen 240 và miễn phí 3 tháng sử dụng mạng trong vòng tiếp theo. Thì đấy là một cái rất là lợi thế, thì bỏ ra 750 yên là mình được miễn phí 3 sen là mình đã thấy tốt rồi, chưa kể là thêm mấy cái sử dụng tiếp theo nữa. Thì trước đây mình đã có đăng ký một cái sim, có một cái video đăng ký sim là cứ tên cũng được rất là nhiều bạn đón xem. Tuy nhiên thì đợt đấy mình đăng ký sim theo kiểu bình thường nhưng mình không mua cái mã Entry Pack này, thì nhiều bạn hỏi mình là đang nhập mã Entry Pack vào ở đâu. Thì nhân tiện hôm nay mình sẽ mua thêm một cái sim data nữa của Docomo, thì mình sẽ mua để lắp vào cái cục phát wifi. Mình mua trên Yahoo Japan hết 900 yên, mua con cục phát wifi cũ của Huawei. Thì các bạn nào mà muốn mua hàng trên hàng cũ trên Yahoo thì có thể tham khảo video của mình dưới. Nào mình chuyển nhà không ở đây nữa thì mình sẽ không phải đăng ký mạng, mình sẽ mua luôn cái sim này để phát wifi luôn. Thì mời các bạn theo dõi cái video đăng ký sim để các bạn có thể đăng ký sim dùng luôn trong trường hợp đi ra ngoài hay là cần tra gì khi ở nhà không có khi không có wifi nha các bạn nhé. Thôi xin mời mời bạn. Đấy các bạn ơi, thì đầu tiên là các bạn vào cái trang rakuten.co.jp, thì mình để tại văn bản gốc của tiếng Nhật cho nó dễ gì. Thì ở đây nó có cái phần mobile rự này, các bạn vào đây để đăng ký sim và điện thoại này. Đấy, thì ở đây nó hiện ra cái giao diện các bạn đăng ký sim. Thì mình đang còn để cả cái phần mềm Google dịch này, thì các bạn nào mà đoạn nào mà không biết tiếng thì các bạn có thể dùng cái phần này ấn vào và mà dịch thì nó sẽ dịch ra thôi, thì nó sẽ hiện ra tiếng Việt cho mình, thì mình sẽ dùng, mình dùng cũng khá quen rồi cho mình sẽ để văn bản gốc thì nó tiện hơn. Ở đây có phần sim này các bạn ấn vào sim nhé. Đấy, xong thì ở đây các bạn ấn vào Moshikomi là để đăng ký. Rồi ở đây thì nó có cái phần đây có chữ phần Entry Pack Kit Gamen này. Đấy các bạn đi, nó bảo là đi đến cái phần mềm, đi đến cái phần nhập mã Entry Pack Kit. Thì ở đây mình có mua cái mã Entry Pack Kit này đâu rồi, thì cái mã của nó là đây, trong này đây. Đấy, thì mình sẽ nhập cái mã này vào đây, mình sẽ ấn vào cái Entry Pack Kit. Đây thì nó sẽ hiện ra cái phần để cho mình nhập cái mã code vào. Thì mình ấn tiến hành áp dụng. Rồi, thế là xong cái phần mã nhập mã này. Bây giờ xem mình sẽ tiếp tục các cái phần các bước khác. Rồi thì ở đây thì mình sẽ vào phần chọn sim. Thì trước mình sẽ đăng ký một cái sim AU rồi. Thì bây giờ mình sẽ lần này thì mình sẽ đăng ký sim Docomo. Docomo này thì mình sẽ dùng để đăng ký cái sim data không thôi. Trước đây thì mình đã đăng ký một cái sim vừa có data vừa có nghe gọi để mà liên lạc cho nó tiện. Tuy nhiên thì bây giờ mình đăng ký sim này do nào vợ mình sang dùng để mình phát wifi dùng máy tính nữa, thì mình không ở nhà này, mình chơi nhà khác nên vẫn có cục wifi, thì mình sẽ đăng ký một cái sim mới. Ok, thì mình sẽ ấn vào đăng ký sim Docomo các bạn. Đấy, đây thì nó đăng ký hỏi các bạn là đã đăng ký cả sim cả máy hay là chỉ sim không thôi, thì mình đăng ký sim không thôi. Đây nó có một cái gói bảo hành 500 yên một tháng, thì cái này mình không cần, mình sẽ ấn vào đây. Đây các bạn này, thì nó có hiện ra ba cái gói cước. Đây là một cái gói sim chỉ sim thôi, có không có SMS. Cái này thì là sim mà có SMS nhưng không có gọi. Cái này thì vừa sim vừa nghe gọi vừa SMS. Thì vì mình đăng ký sim data thôi nên mình sẽ dùng cái SMS Nasi này, chỉ sim không thôi. Nó sẽ có các cái gói nó sẽ phù hợp hơn. Đây thì đối với
Cái này thì mình sẽ đăng ký gói đấy, năm viên một tháng thì nó sẽ có cái phí là 1 sen bộ 50 cho một tháng các bạn. Mình sẽ chọn 10 GB xem thế nào. 10 GB thì nó sẽ là 2 sen 6, 2 sen 260 trên một tháng. Thì nói chung nó cũng nó rất là rẻ mà không không đắt lắm. Mình đăng ký gói 10 GB đâu bạn. Đây các bạn thì đây nó có các cái gói cước. Thì mình sẽ đăng ký cái gói 10 GB. 10 GB một tháng thì nó sẽ mất là 2 sen 260 yên trên một tháng. Thì 10 GB tốc độ cao, khi mà hết tốc độ cao thì các bạn xem YouTube vẫn được 360p. Tại vì cái cục phát wifi của mình là nó dùng micro SIM nên mình sẽ đăng ký vào micro SIM. Đây có các loại SIM nano SIM cho iPhone hoặc là các máy Android đời mới. Thế này là cái SIM phôi to cho cái máy 1280 ngày xưa. Đấy thì mình sẽ ấn vào tiếp tục. Ở đây thì nó bảo mình là cái này thì đã được cả video rồi này. Mình sẽ ấn vào tiếp theo các bạn. Thì ở đây thì nó có các cái gói bảo hiểm cho từng cho cái sim này và các cái dịch vụ khác. Nó sẽ báo các dịch vụ đi kèm, nếu bạn tích vào thì nó sẽ tính luôn giá vào thêm đây 300 yên trên 2 tháng. 2 tháng đầu free. Đấy. Còn có các gói sau thì nó không tiếp tục có tiền đi kèm. Đấy, nên là mình không cần, mình không ấn vào gì hết, các bạn kiểm tra lại một lượt. Các cái ô tròn này mình không tích vào cái nào nhé, thì nó sẽ đỡ mất thêm tiền dịch vụ cho mình. Đây mình sẽ bỏ trống hết, không chọn cái nào, mình sẽ tiếp tục. Cái tiền này nó vẫn nguyên. Đây thì ở đây thì nó sang cái bước này thì mình cứ ấn tiếp tục thôi. Con này thì cũng không cần phải, chỗ này nó có cho thành viên của Rakuten. Rakuten thì bạn nào mà chưa thành viên thì ấn vào bên dưới để đăng ký một lần. Mình có thành viên của Rakuten rồi thì mình sẽ tiếp tục vào đối với thành viên của Rakuten. Mình sẽ đăng nhập cái tài khoản mình vào. Đấy, nó sẽ hỏi có đồng ý hay không. Mình sẽ đồng ý. Đấy thì đến phần nhập tên tuổi cũng như là cái ngày tháng năm sinh và mã bưu điện để giao hàng, giao sim này các bạn. Đây là có ghi này. Vui lòng nhập các ký tự đúng như trên cái nội dung của cái thẻ ngân hàng cũng như là cái địa điểm, địa chỉ của mình để trong quá trình giao hàng này. Ngay cả thành viên nhập vào cái tên thì thực hiện cũng phải như thế này. Mình sẽ nhập tên của mình. Đầu tên là cái phần tên, tên họ và tên. Rồi đến phần furigana. Furigana thì các bạn katakana thôi. Cái này là ngày sinh, tháng năm sinh các bạn. Đấy, cái này là cái tôi đã đồng ý trên 20 tuổi. Thì đối với Nhật Bản này thì cũng có hơi hơi lạ một chút là 16 tuổi thì đã được đi ô tô nhưng mà 20 tuổi thì mới được đăng ký SIM này. Đây mình sẽ tiếp tục. Cái này sẽ ấn vào cái địa chỉ của mình. Ấn số điện thoại vào. Và cuối cùng là email, bên này thì đánh xác nhận lại cái email một lần nữa. Các bạn nhớ là cái này thì đánh bằng Romaji, đây nó có ghi đây, đây là nhập cho thành viên của Rakuten, để nhập password vào. Đấy, thì nó có hiện các cái tích xanh này, khi nào mà nó tích xanh hết ba này thì ok, chưa xanh thì là chưa được nha các bạn. Tới ngày giao hàng thì mình sẽ chọn luôn ngày giao hàng, thì hôm nay là ngày 26 tháng 7 rồi thì mình sẽ chọn vào mùng 1 tháng 8. Giờ thì mình sẽ nhận vào 18 đến 20 giờ. Và đây thì nó nhập, nó yêu cầu nhập thông tin. À, nếu mình mua cho mình thì nhập thông tin chọn người đăng ký, còn đối với mình mua cho người khác thì mình sẽ nhập thông tin người khác vào thì sẽ
ấn vào cái ô người thầu khác này, vẫn tiếp tục đang đến phần thanh toán. Thanh toán ở đây thì nó có phần để nhập cái thẻ ngân hàng của các bạn vào. Bên này thì là thẻ thanh toán này, bên này là thẻ tín dụng này. Thì mình không có thẻ tín dụng nên mình sẽ dùng thẻ ngân hàng. Đây. Ở đây nó có cái cô gia này, cái ngân hàng này. Mình sẽ nhập cái ngân hàng vào, mình sẽ ấn vào đây để chọn cái ngân hàng mà mình sẽ nhập vào. Đây đến màn hình chọn ngân hàng này. Đây mình sẽ chọn một cái ngân hàng, mình sẽ chọn cái ngân hàng Ucho đi. Ngân hàng địa phương này cũng được. Trước mình đăng ký ngân hàng địa phương và trả cái SIM kia rồi thì mình sẽ đăng ký cái thẻ Ucho cho SIM này. Đây thẻ Ucho. Đấy, nhận tên ra cho mình, tên này các bạn phải đăng ký đúng, viết đúng như trên cái thẻ của mình để mà người ta sẽ đối chiếu. Rồi, thì người ta có đồng ý không? Đồng ý. Ở đây thì nó sẽ hiện ra cho mình một cái để điền cái có 5 chữ số trên cái số đầu tiên của cái Kigo của cái thẻ Ucho của các bạn. Đầu tiên ví dụ đây có 5 số thì bạn sẽ điền 3 cái số ở giữa, và cái hai cái số đầu tiên thì mình sẽ, và số đầu tiên số cuối cùng thì không cần. Rồi sang tiếp theo. Tiếp theo thì sẽ ở đây thì nó sẽ điền cái dãy số tiếp theo trong cái số tài khoản của các bạn. Đầu tiên là chi nhánh, như các bạn vừa điền xong 3 số, và đây là điền cái số thẻ, số tài khoản của các bạn. Thì ở đây ví dụ như ở đây có là 7 số. 7 số thì các bạn điền theo cái hướng dẫn của người ta đây. Ví dụ đây có 1 2 4 5 6 7 1 thì các bạn chỉ cần phải điền là 1 2 4 5 6 7 thôi. Số 1 sau các bạn không cần. Mình sẽ ấn cái tài khoản mình vào. Chuyện này là các bạn điền thông tin ngày sinh của mình. Ngày sinh thì nó điền theo thứ tự như này, tháng ngày năm. Sau đó tiếp tục. Đấy, người ta sẽ kiểm tra lại một lượt nữa cái thông tin tài khoản của các bạn xem có đúng không. Các bạn sẽ kiểm tra lại nhé. Cái này thì đấy, bây giờ tiếp tục. Rồi, cái này thì sẽ là điền cái mã rút tiền, cái mật khẩu của các bạn để khi mà hàng tháng người ta sẽ rút tiền của bạn từ đây. Rồi, tiếp tục. Rồi, các bạn sẽ nhận lại một lần nữa. Đây là cái phần ô để đăng ký cái số tài khoản. Sau như thế là đã đăng ký xong số tài khoản nha các bạn. Đây thì đấy, nó sẽ hiện ra hai cái cho mình, một là xác nhận trên web, hai là xác nhận bằng cái màn hình này luôn, bản này luôn. Thì mình sẽ xác nhận luôn trên web này, tiến hành xác nhận nội dung. Đấy thì đây là đến cái phần thanh toán thì các bạn đã nhập xong. Đây thanh toán thì vì các bạn đã nhập cái mã NG Package nên là cái tiền đăng ký các bạn sẽ không phải mất, còn bình thường thì các bạn sẽ mất 3 sen. Đấy thì như thế là mỗi tháng các bạn sẽ mất 2 sen 6 và 100 yên tiền thu qua ngân hàng, phí thu tiền. Nghĩa là các bạn sẽ mất 2 sen 3 cộng với SIM kia mình mất 1 sen 6 nữa là 4 sen. 800.000 nhỉ. Đấy thì đây là thông tin của các bạn, giờ giao SIM này cũng như là ngày giao SIM này. Đấy, thế là coi như là cái công công đoạn đăng ký nó gần xong. Các bạn chỉ xác nhận một lượt nữa là xong thôi các bạn. Đấy, các bạn kéo xuống hết, kéo xuống hết, kéo xuống hết dưới cùng. Đây, tôi đồng ý với tất cả những cái nội dung trên. Đấy, tôi đồng ý với tất cả các thông tin điều khoản trên và tôi muốn giao hàng. Thì xong thì các bạn sẽ ấn vào tôi muốn giao hàng và người ta sẽ gửi cho bạn một cái mail này.
Khi chúng tôi gửi email thì các bạn người ta đăng ký đã thành công. Đây là xác nhận đơn, mình sẽ xác nhận đơn để đảm bảo bằng năm trên một tháng mình không cần. Thì cái này thì mình sẽ tôi không áp dụng và xác nhận đơn. Đây là xong, đây là sẽ gửi cho các bạn cái mã tài khoản của đặt cái tên của mình, tí nữa sẽ gửi vào luôn vào mail, mình sẽ gửi mail các bạn xem luôn. Đây thì các bạn vừa nhận được cái mail là đã order thành công cái sim của Lacute. Đây, Canio đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sẽ đăng ký được cái sim thành công. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.